Kính thưa quý vị, giữa những bộn bề của cuộc sống thì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, đó là điều tất nhiên đúng không ạ? Có người ước cuộc sống giàu sang, có người mong cầu công danh, tài lộc đủ đầy, nhưng cũng có những người chỉ ước khi mình già đi, bên cạnh họ vẫn còn có một người luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc họ, cùng họ đi tiếp quãng đời còn lại. Bấy nhiêu đó thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Thưa quý vị, nói bằng ngôn từ thì ai cũng nói được, nhưng để cảm nhận hết điều đó thì ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip hết sức cảm động về cặp vợ chồng già. Cho đến khi gần đất xa trời, chúng ta sẽ thấm thía tình yêu là thứ duy nhất còn lại, những thứ khác cũng chỉ là hư vô. Đoạn clip ghi lại cảnh chia ly vĩnh biệt của một cặp vợ chồng già. Người vợ vừa được bệnh viện trở về đang nằm trên giường, xung quanh là con cháu và người đàn ông mà bà đã yêu cả đời. Ông cứ liên tục cúi xuống hôn lên tóc, lên mặt bà, xoa bóp cánh tay cho bà rồi thì thầm: thương lắm, 60 mấy năm rồi, kiếp sau vẫn gặp nhau hen. Với chút sức lực cuối cùng, bà ra hiệu được tháo găng tay để có thể nắm tay ông lần cuối. Khi găng tay được tháo ra, ông vội vã nắm lấy, như sợ chút nữa thôi, ông sẽ không còn cơ hội nắm bàn tay nhăn nheo này nữa. Được biết, ông là Vũ Đình Bích, 82 tuổi, sống tại Tây Ninh. Còn bà vừa mất là bà Phạm Thị Thuận, 80 tuổi. Khoảnh khắc này đã khiến cho hàng triệu trái tim tan chảy, bồi hồi xúc động trước tình yêu mà ông bà đã dành cho nhau. Mới đây, cộng đồng mạng đang trở nên xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng có 102 về hành động của một chú chó mực cùng người chủ tật nguyền đi bán vé số. Cách đây gần 2 năm, clip chú chó nô đi theo ông chủ bán vé số ở Cà Mau thu hút sự quan tâm cực lớn của dân mạng. Và lần này lại là một chú chó mực gặm vé số đi bán. Bật mí đến quý vị là chú chó mực này cũng xuất hiện tại một tỉnh miền Tây đó nha. Muốn biết đó là đâu thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Chú chó đi bán vé số cùng chủ xuất hiện tại tỉnh Bến Tre. Trong clip, người đàn ông cởi trần dùng tay đẩy xe tự chế cùng con chó đi bán vé số. Con chó này ngậm vé số đưa đến người cần mua, rồi ngậm tiền đưa về cho ông chủ. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ chú chó và người chủ dù tật nguyền nhưng vẫn lao động chân chính, thì cũng có không ít ý kiến trái chiều. Vì thời gian gần đây rất nhiều vụ việc chó cắn người, vì người chủ đưa chó đi bán thế này không rõ mõm có thể gây nguy hiểm cho người khác.